vậy ơi miệt miệt lắc lúc vậy bà hãy tăng chơi chơi á từ từ nên từ chi chụp bèn học xong à bà chào miệt lắc miệt lắc trâu á chăm đó lấy đâm lấy trâu nữa học lấy gì học lấy chứ vậy đâm biết đâu hãy chơi chung ấy chẳng chun sầm bát chun sầm bát sầm bát chun sầm bát chun chun sầm bát chơi tập lóc tập lăn đôi chung mua sục nẹt sục kheo vậy trai mong nít tiệc cọt nơi vía trai ông bố mẹ lục dây lục ta bạn nhầm tôi đầm nào mà tiệc lục dây hay lục ta nơi cả đào vía lắm mà mẹ giờ lâm proi proi tiệc liền lâu đó là lâu vừa cắt vía cắt trai thế mà mấy nhát thọ đặt cao thế màu phải chỉ mặt lâu đây càng lớn ông đời sao thẹn 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 bung mắt lâu bạc khăng lâu màu màu khăng này và rất khó lâu á thôi á dây ta chư dây chư chướng nó cái đọ sân tụ đọ đọ sư đọ sân áp và cái đọ khai chung lần chất bọc chất đọ sư chánh ấy có tâm này nó tâm đọ sân sân áp nên mà xua sọc tốc chắc chắc tam phum hay do thảm vi ca chun con khai bon khai tiên bạn thay vì cả hàng ôm ôm là hàng rót Oregon xả rót Amrit và cất lâu rồi dây ta bong bồn ôm phụ mình mà khăn trong lòng chạm ôm và tự tam khăn đó với nhà đồ chứ nè và lên hồi giờ ta là nội kẻ lục dây lục ta nó không đau một phần tất không đau một thế nào đó và kẻ con nơi đó cái sạc và cái miền sáng say phọ sáng say khá lấy sạc mà cái đồng chơi người ta bong bong ông phụ mình mà từ hàng cái chụp của con và chỉ muốn được xem và xem mặt chân to thì bà cái đồng thì miếp xuống mà đang tiếp lục dây lục ta bong bong ông phụ mình nhà lâu nít nhầm bàn thôi đầm nào mà đò ở tiệc lục ta lục dây á tại lục dây lưu thật thì chỉ tập bèn thì tiếp bàn mà đò mình chào qua tờ hào nữa chỉ tập bèn đông ngá đấy khơi sân tập công mà say của pô đó hay hướng chán chế hướng phliêng ở lâm năng đại ở tại là nghĩa lâm mong mùi mong pi lắng cái lâm chẳng mà dạ này và hai chị ông phụ mình hiện phai chất màn tích hơi nhầm mắt bắt chôn nguyên tít vô mắt tập bánh phliêng bánh ở lâm mà khúc tàu vi tàu ở đây thòm mà chết và hai bộ nhóm này lắng xóm xóm mà đa cắt ở lâm năng và tăng vị crôn đó chia chia đó crôn với nhé và thầy nó xò lục tá ơi miệng bật lắc lục tá miệng bật lắc và chăm chào ớt chăm tê chăng nhầm xô sốc tốc nhầm lục dây mau sân ấy còn cái kế lúc ta ơ mê bìa khai khăm ấy ạt ấy mấy lúc ta cái lô bìa ạt sqoa nhầm mấy tê lúc ta nè con nê lần hãy mê bìa khám áo hay mấy con xô lúc ta bìa cắt tam ơ bìa chăng ơ xô ạ thế nó mê bìa tê nó slow ta nó ta phép tê chút chút đó nè và chậm liên lắm lụ là hồn mày biết không mày biết slow đó và lục dây tới chi tới peang đó na lục ta đúng là trong thành đó mình chơi tới phép á nè chơi hột tớ khơi nhau pu máu hột tớ hào vậy và thấy sọc sọc tục mày đa lục ta sọc sửa bài át không mà đa lục ta ở miền bàn từ chung từ vua đây hủy đấy đâu đào vì bạn lâu châu lục ta trên châu lâu tiêu lục ta hiện ngày bị kế bà nhờ lâu nhầm ơi mưa lâu mình tin này lâu châu mau mấy nọ châu tam nọ tam lơ nó hơi nọ tôi đo nọ nọ tôi đo nó bản đo tiệt lục ta mẹ vẫn đang hay tam đấy có ba này tại tam đấy mau đuôi đây bà tam đấy có chay được nè vậy tới mùi na có chay lâu tiệt lục ta pi lâu nó chay đôi nè bạn đôi nè và như sờ sờ sao lục ta còn đâu nè chẳng sâu hot u o lục ta nữa sâu bạch ở hot u o kề nhấp ở nhây lan mà tôi thằng á dừng đâu ngặt chừng ngốc chẳng chứ bà
ngát chăng và giúp lắng ngát đó lúc ta ngát chăng và ngát đó mẹ miền trong miền kê ở đào chlo không cái chlo trai à phlương chi kiêng phlương cái tô đôi chân oan đào mà lúc ta cái lên phở à dương chi kiêng hay đạn chứ đạn thế đạn à chỉ kiêng đại chẳng hái phượng chỉ kiêng hái cái đại à cái tô quật chung với nhau đại du chẳng cai vậy là ba cho non nhom nước mấy mấy về bị dục lão nhóc phượng ngay đôi mà đôi phượng ở phượng mình cùng vía trong lòng đôi bầm bơ trong lòng bình vía lâu cả là chập tay chập cái và na đó nái dây ăn khơi nhá nó tàu ở khơi nhá. Màu tại toàn khởi màu bình và chỉ phép mạch đá lúc ta chỉ phép lâu có một là bò ấy bán đấy rồi tại giấy ta tự hay ta đâu ấy ăn bán thế nè ta bán coi chẳng á coi bà coi chẳng còn ai ta chư bà chào bà giấy nữa hay giấy có một chia đó hay chờ từ không tới chỉ tập ăn thằng lấm nè à không nè chờ lục ta lấy cái phliếng lục ta hổ ắt ấy mới không tật lằng đà phải lục ta thà ắt ấy à nãy em toàn khơi dây mà không bảo hậu lục ta nè bà ôi nị sợ tật ta tật lấy ta mẹ ăn lấy chứ còn hà còn bảo hậu nó mơ làm lục ta xong mơ tiền tí lục ta nè ô miền thân nào tôm chớ thế nè nào tôm mà tôm tục rớt nè tục thân nông bà đẹp bài ta miền ô sợ tập bèn mà cho nợ việt nợ nợ ấy là chẳng đào chị tập bèn đặt tam cung chẳng nè khỏi một việc việc là tăng off bạn thằng này sau việc vậy đó mà việc lâu ngày vì kề họ là heo phải sợ tắc này liền còn thả lệch còn mưa đầm nào nên mình ăn lệch chơi lệch và còn hồ chơi nhá và hồ có mình mà nên là ta liền chôn khăng là lệch chứ và vậy toàn khơi mà không vậy còn nào thế còn nào mày ô nè mà tam nè nà dây con nà dây máu nà mở pu mở tập peang không bạn ấy kia nung nà ý bạn bạn ta sao mày oh bạn tính thì tính peang giấy bắn năng peang tụt tụi nà giật tóc con giật tóc à bà tạm nên sân tạm lục dây ơi miệt miệt lắc lục dây bà hãy tăng chơi chơi nghe từ từ nên từ chi từ bèn học xong à bà chào miệt lắc miệt lắc trâu á chăm đó lấy đâm lấy trâu nữa học lấy gì học lấy chứ vậy đâm biết đâu hãy chơi chung ai vậy chun phẩm bạc chun phẩm bạc phẩm bạc chun chơi chun phẩm bạc chơi tập lớp tập lần đôi chung mua sục nẹt sục khéo vậy mà lúc ấy mà châu khẽ chơi chơi nó bắt hàm nó bắt tàu nó bắt hàm dạ tàu ta học tộc quý bắt hàm chía mà vô phê ngờ lá thế đấy chăng bắt vô mà tàu và cho nít kì hào chọp chít nó hả vậy à nó cái chít cái đam đó cài tàu mà dây vô tới chít tập bèn chít ấy bà nè chẳng hả đo ngâm khuyên ngâm phê ngâm chín bà mà sao mấy hàm hàm trường á hàm hàm bục biển này một lòng bùng kìa bà khôn nhá hay môi phỏ mấy ban cái cúc thở còn nhom có bùng cười là phải nên được bệnh mắc cùng cúc ơi phụ mạ nó nghe đòi nấy việc thở này vậy đòi chẳng lòng chèn rồi bảo cái phụ mới thở khăn mình từ nay tuần thiệt khăn ná khăn ná nông rộp này mòn à hay tự hay pet miền bàn tự pet đấy
គេយកទៅមើលគេអ្នកគេអ្នកគប់ហ្នឹងម៉ែឪអ្នកគប់ហ្នឹងគេយកទៅមើលទៅគ្នាយកដបោកអស់600ដល់មកវគ្គក្រោយនេះអស់តិចទេ50000ដល់វគ្គនេះប្រហែលគេបោកហើយទៅមើលទៅមើលកុំຕົកចោលណាគេជួយមើលឲ្យវិញណាគេមើលយើងអត់មើលទេគេអ្នកមើលគេមកតែជាក្មួយឆាប់ជាណាហើយខ្ញុំស្ដាយបានកង់មកជិះបានតែតែ10ថ្ងៃនោះកង់នៅក្នុងផ្ទះដែលយើងឈឺផ្នែកស្អីចឹងអត់តាន់ជិះជូតទុកសិនណាទុកកង់ជូតលាងទុកលាងហើយខ្ញុំជូតជូតលាងឲ្យស្អាតលើកដាក់លើខែទៅហើយយើងមកសម្រានក្រមទៅបាទឡាញ់ម្លឹងនិយាយលេងហ្នឹងនិយាយណាបាទមួយក្មួយទៅឈើចាប់ជាអញ្ចឹងឥឡូវលេងសឹកអីណាចាបាទការចាប់ខ្ញុំអត់មើលអត់ជើញមកខាងចង់ឆ្លងមកនេះហ៎នឹងមិនទេព្រោះវល់ចៅខ្ញុំឥឡូវឲ្យគេនេះសិនណាគេយកទៅប៉ែទៅមើលបាទហើយថ្ងៃនេះខែជុំបិណ្ឌចៅឈៀងមកភូមិចិត្តហ្នឹងក៏ចូលមកលេងនិយាយលោកតាមកសួរសុខទុក្ខណាខែជុំខែអីពួកអត់មានសមពួកអត់មានឃើញយាយទៅលេងចៅអញ្ចឹងមានចៅមកលេងយាយវិញបើយាយអត់មានអីជីផងបាទមកឥឡូវបានមកសួរសុខទុក្ខអង្គុយចិត្តលោកយាយបន្តិចមកចិត្តនេះបាទលោកយាយជួយជំរាបឈ្មោះឲ្យសប្បុរសជនបានស្គាល់យាយវិញផងគាត់ផ្លេចមកឈ្មោះនេះសុខលោកយាយសុខចាហើយលោកតាផលលោកតាផលលោកយាយសុកចាបាទនៅភូមិ4មុខសង្កាត់ពុនសាងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញពីមុនគាត់នឹងបានសំអាងថាទៅជីកតាពាំងឬក៏រអីមិនបានអញ្ចឹងបានចៅឆ្លៀតទៅរៀនចេញទៅរៀនទៅដើររកក្តាមខ្យងជីកតាពាំងដឹកកង់យកទៅលក់អញ្ចឹងយាយតាឥឡូវចៅឈឺភ្នែកចប់អត់តាន់ហ៊ានធ្វើម៉េចទេចាំមើលលទ្ធផលសិនចាំមើលលទ្ធផលទៅថ្ងៃទី25នេះអូបងថ្ងៃទី25ហ្នឹងប្រហែលភ្នែកហ្នឹងប្រហែលគេបោកហើយមើលទៅហើយខ្ញុំតែអត់ចៅនឹងមួយដាច់ជើងប៉ិតហ្មងបាទហើយព្រះចៅទៅមិញហ្នឹងបានទី3ហ្នឹងបាទនឹងវាចេះបើវាទៅខ្ញុំអាចសង្ឃឹមណាបាទចាសង្ឃឹមវាទៅបេះប្រគួននេះមនុស្សគ្នាមនុស្សប្រុសចាមនុស្សប្រុសគ្នាកំឡុងប្រុសដល់អញ្ចឹងមកឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះចារឿងត្រឹសតិចទៅគ្នាអាចបាទគ្នាអាចយើងពឹងពាក់ការងារចិត្តឆ្ងាយយប់លប់អីយើងកក់ក្ដៅជាងលោកយាយនិងលោកតាខ្ញុំមានអីបឹងទៀតបាទមើលខកដើរបងនេះឡើយពងពើបាទអីជីវភាពដល់ឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចលោកយាយលោកតាជីវភាពជីវភាពហ្នឹងវាអង្គនៅក៏តាន់អស់ទេដែលសប្បុរសជនជួយពីមុនមកនៅណានៅតិចដែរក៏ណាស់ដល់អត់តែបច្ច័យទេអត់ថាទីការហើយមានបានទៅភ្ជុំទៅភ្ជោអីបានទិញទូចអីមកវត្តអីអត់ទៅបានមកវត្តទៅបានមកវត្តណាបាទបានមកវត្តអគុណវត្តបន្ទីក្រាំបន្ទ5សមិញណាចាទៅធម្មនឹងខំជោគខំចៅទៅមកវិញតាមពូដល់ទៅខ្ញុំគេបិទកៅអ៊ីគេអីហ្នឹងទៅធូបាទដល់ធូអេមើលការជាប់ហ្នឹងអូដាក់គុំតែ2 3គុំនោះតែបើបានភេងកាឡាលោកគ្រូលោកតាតែលពូអឹមប៉ៅជួយលោកមកដូចប្រោះម្ដងទៀតចឹងប្រោះហ្មងនឹងតាំងវានឹងម៉ូនហ្នឹងបានភូខ្លាំងហ្មងហើយបើដឹងថាត្រូវការភេងកាឡាចឹងខ្ញុំយកមកបាត់អត់ចូលមកខ្ញុំត្រូវចឹងនិយាយថាខ្ញុំអត់បើដឹងថាយាយត្រូវការភេងកាឡាចឹងខ្ញុំមកជួបយាយចឹងបានភេងកាឡាបាត់ហើយអត់ធ្វើអត់លុយហងបាទបានអីទេមិនអត់លុយហេមានថាទិញណាគាត់ថាបើដឹងថាលោកយាយក៏ត្រូវការភេងកាឡាអញ្ចឹងណាបាទហើយថ្ងៃណាវល់មុខហឹងហឹងមកបាទអូក្រាបសិនបាទមកសំបកអញ្ចឹងទៅរៀងយកអាពេងខ្យល់នោះអាដបតាពេទូចនោះមកបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅជូតមករៀងបើផ្នែកធំធំអញ្ចឹងរឿងឆ្លាស់អូលៀបភ្លេងកាឡាឆ្លាស់មកចាឥឡូវនឹងបាទយ៉ាប់ជ្រើណាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងជីវភាពអីក៏ជាងតដាបតដួសខ្លាំងបាទវាយ៉ាប់រឿងថាចៅនឹងវាឈឺហ្នឹងណាខ្ញុំបើចៅកុំឈឺវាចេះរោបាន4 5000 10000ហ្នឹងហើយវារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាចង់ទៅចាប់កែបចាប់កូនតឡតតយប់ឡើងយប់ឡើងដើរឆ្លោះហ្នឹងដើរឆ្លោះឆ្លោះ
hay từng chư phnai cũng toan chăm chia phnai tới chứ cũng toan cũng toan nó không chăm chia phnai tới bọ tới hay vi vi chru bọl khư nhị đôn ọt lụy ba na nhị đôn khư ọt miên lụy tính thnam lê ba na chi phiep cô trung riêng nhị ra hiện ta vẫn nắng ba na bạch đi ba hay thằng ai cho cá cô yôm bơ bia tới rô khưng kê rô chút chẳng qua cái cô mà bà hay cầm lăng dưỡng đó bị ớt hay khưng kê tới đó đó bị dưỡng tư em rùa chứ qua cô mùi kê tư bê phân lực kê tư bê tư quân kê tư ngài miền tú quá bê chào nhóm bê tâm bắt đông ớt hình nâng bà hay tức mà chứ tu ngươi nó hay dưỡng miền tú miền cái đài nà tú quân thân nào ta bà cùng cùng sơ bờ đảo ấy vừa giờ chăm dương tập chờ ở trầm năng viên đó nghe trầm năng bà dương hệ rẽ sang nè dương chết tập bà việt đào tư hay chơi dương chết tập rạp á na lại na tập chơi cùng tư na còn đào qua lâu nó bị chọc như chẳng hay bị chọc cả mỏng mà coi khát một tay chưa chỉ phê bùng bạn chẳng hay hay màu khné phọt chẳng hay mà chẳng tiệt thơm mạch và thơm mạch miền nào trong à nè cúp nó có viêm trong ở đâu vậy chứ rồi hay mình nóng ở đây mất nhà vì nắng chạy bệnh hay vì mình vô ta áo bị cúp tới vì lon tần chèn ta lon tần chèn thôi ta na mới có viêm mình trong cùng anh mới mà trong này chào không lần hay cái này nhá mình không tham mưu khơi mình cái mùi hot đi tại ớt cả đại ớt tại vì chi tới na muối ớt tại vì thả mình nấu cha còn chọc còn cha tết làm thì nó khăng đai chọc ớt chập ấy tê tại cái ớt tôm dương được thả lược nguồn lược ấy nó tôm săn của mọi cha tôm nhưng tôm ấy thế chừng không tha ớt chia na khỏi nát bà của mọi này hay dương nào anh à cột nào bên ngay tiệt cái đây chừng không nè tàu su riêng phong hay mờ dây mờ tà này phong hay đào việc cả trường chẳng hay thơm mạch dương việc bạn thà đà đó là chỉ phiệp nó chỉ phiệp nó khá nè khám mê đôi khá nè 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 bà bật nó có khám mê hay đó nó có tạch thêm bà dương hay khá nè có khá nè có mần mầm nón mần mầm nón hay kê có mần mần đôi thà nè đai kê có chùi chư chá vô chất rồi bà tế khoan tập thêm kì vô tập bếp thêm mùi bà mai nó nghe bà khá nè phay nhuột tạch 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 vô tới ngày thì bốn ở phòng mùi rồi cái mùi cái tinh cái chọc ơi mày ở việc gì nắng đó hay đó tôi chẳng hai cái thơ ca chẳng hai cái ơi mùi vinh ơi lùi đọc mến tục tinh sạch chú sạch ấy ở việc gì nắng có cái ơi hộp trầy ấy ấy thì ở toàn ai không mà ở mình mùi đã cục thử nắng ná cái chỉ phiếp cái hiện còn đài cái việc hiện còn đài còn hiệp thầy và lùi ta là một lần một chai thực khả dương có đắng á bà nực khơi tập nghề nhưng vì mình được khâm hiện tới cho phần khâm còn là liếm vô tới liếm một bộ tia liếm nghề nhưng so dòng màu vâng hay phong ế bờ riêng con ba ông tâu ấy là từ phong thề phong đạp hai mò chào đành chầm này chầm cái tiết chọc chọc tầm lòng nhóm chọc nhưng mà bạn đang tầm bạn mò châu lên lục dây lục ta ông phụ minh để xa khai nắng khai chung bân hay nam mối nhóm có châu lên chắc chắc ba ở nhóm miền để tha bà ông phụ thom chun chắc chắc còn đang khai bon khai tiền chẳng tất có chiêng châu lên còn đang bàn thời chẳng hàn mà ven phi ven bài mà hộp ấy tờ vọt chẳng ăn nào lục dây ná bộ thọp miền chùm nuôi mà chui mà ấy chẳng có chơi thật nực nực hơi đăng vào vọt đăng rương ráo đăng lọc cả lại nhỏ hai chẳng đời tha ca lẩm bạ chẳng na nó mơ khơi nhỏ hông phân hệ đăng đăng vi tục lẩm bạ chỉ phía bọc quạt hai chẳng hãy có nực hơi chẳng tới ngày nét có khuyên miền chìa bà ổ bật thâm khá ông phì ông xa bà rõ chôn bà lục dây lục ta đại chìa xa bà rõ chôn nơi ai nê xa mốt nơi krai bật tê còn đập nhau chôn chắc chắc khai bôn khai tiên bà cứ bàn phì chùm nuôi ổ bật thâm phì ông xa rây chất bôn chất thô phì lục dây tàn xua phì ông xa rây xa lý xo nâng krom kru xa nhận mật côn cháu có tầng o khá nê đại rốt nơi kháng rốt ôi đi kênh xa rốt ẩm rích hay khăn núc nhóm gọt đó bà ổ bật thâm phì bôn bà rốt phùm bà nơi kháng khát xìm hiếp và bóng phông để có tay để đo chỉ lùi cạn xin phép nhóm tục chun chắc chắc sắc sao anh chẳng á và chẳng nhóm có đọa mòn chẳng hay nhóm có miền bật thay em bây lờ thay vì ca chun
ลูกยายลูกตาใครชุมนั่งก็มีนหรือบ่พิเศษบาดปีลูกปูอมป้าวนั่งอมใส่นั่งเนื้อเมย์ซิมชื่นบาดบดทิดากรงกรุษาก็ได้รู้เนื้อคางมอนเทรียลประเทศแคนาดาจังลูกยายดักได้ลูกยายชาวดังฮัสไอได้เต้ลูกยายดักบักเมื่อล้วนไอมาสนามเจ้าลูกบักเมื่อสั้นไอชาวดังฮัสไอได้เนี่ยเมื่อสั้นมาสนามลูกสนามยอมมาลูกได้ลูกยายแต่ยายสมโตน่าลูกยายนะว่าบ้าไปน่าลูกบาดนามลูกยอมออกมาจ้าสมทางไว้สมทางไอโอ้น่าลูกบาดจูบลูกครูจีตาลูกตาจุยสมจีอ้ายมสุขภาพละอ้อยมบ้านดาโรซีเก่งไอ้ยมปะบะนะยมจองดาโรซีนะแต่ยมเต้าอรุดเต้าอรุดอัดจังนักเตียนจังเต้ก่อนบ้านจูนใจเลยกะตุกวันนังขายชุมตนอับตายนะลูกใหญ่นะบ้านปีอมสับรอจุนนังคางรอดออริกันอมใส่จัดบอลจัดท้อให้นังลูกยายตันสู้ให้นางอมสไรสลีโซบาทนี่ก็จูนอมบุญเมินให้นี่บองประพมปีเมินเตี้ยนะคังสิมีบจังปมวยเมินจูนลูกยายลูกตาตะกันครับจุ่มปันบาขมวยไอ้ที่เล็กไอ้ที่สลบมองจังจังจังสกอตชุ่มบาทไอ้ตำปูนมีนะคังตำดาจูนจูนเฟลนะเอาได้กบันช่วยยมนางตำเอาโรตีเจตเมียนบานสมตะเจียตะจมเตือนนะเอาจูบแต่เนี่ยละอ้อสมเนี่ยกระสมบอวีเจียชายได้บานช่วยยมจนไกลกรอนี่คือยมลำบากได้เหมือนลำบากติดก็คือลำบากเหมือนเต้นนะมองให้นามวยยมช่วยเชื่องแล้วยมบานนำมายมอ๋อคุณเจริญไอ้ลูกใหญ่ลูกตาเมียนสนมปอยได้เราไปปุ่งปอบ้าให้เราเจ้าก็เชิญจังเตี้ยก็เมียนปัญหาจังเตี้ยจีเพียบก่อนอ่ะแถลมากับมรดเตี้ยตีมนบ้านอ่ะสับร้อยจนบ้านกันนั่งคือเมียนสับร้อยจนในแถวเตะบ้านอ่ะอมใส่จันดิซิลกับจุนกอกับจุนกองจุยเมียนทาวิกาให้นั่งสับร้อยจนคลาสติดจังเต้าก็มาดอนมองนี่ก็ก็ในคลาสน้องนักบ้านในคลาสให้กองก็เนี่ยชื่อในจัดบ้านจีเตยจุดเลี้ยงตกตกสันตกบาทไอ้จังจีเพียบกอดคือลูกตาก็มันเชียลูกยายก็ชื่อเชิงกำลังกอดจังรวยเต้ให้สันเพียบก็ล็อกไหลกอดคือเมียนแต่จีตะแปงรอกระดามรอไตรเบ็ดเปลิดเบ็ดตะกวนไอ้เต้รอดองคือปังตะเลยเจ้าเนี่ยขมวยชั่วโมงไอ้เต้พลิดบาทได้นะสกนี่ขมวยสกนี่หายเลยนี่ขมวยชื่อพนัยหายบาทปีมนบานขมวยนังไอ้เนี่ยกอดจีเจ้าลูกยายลูกตาตะเรียนหายเจนไปเรียนมาคะแนนตึกใบปลายบล็อกหรือกอรอในรอนอกยอตะลุกคนบ้านพระปีใบบุญแผ่มปอนดงก็จุนลูกใหญ่ลูกตาติงมหบติงบายติงทนามสเกลเราในขมวยเมียนอปัตตะเวฮัดโดยใจดอนกะระไนจียะทาฮัดได้ยื่นเหมือนนักสมานทวีอันดังกาดล้างโดยการช่วยประเทศนามวยนุกบาทไอ้จังก็เว็บบ้านโชว์จากกาแต่ไฮบาทไอ้คางนอกก็พิกีมาคางที่ก็ตัดตัวเขาตรึงช่วยเชียบานช่วยได้บางแก่เอาไว้ได้ยังเธอรับรองเว้นไงนั่นคือตกใบจากการเชียบานนั่นก็ได้แต่ยังตอนเมาโดยดาวมันเตะให้ก็มันประกาศทางนั่งอาจโดยดาวบาทให้โดยชนะให้การดอกสไลจีแบบเพียบต่อแต่เมื่อคือหลบใหญ่นั่งหลบตาคือหลบใหญ่ต่อสู้เตะจีตะแปงตั้งชื่อเชิงบาทเคยเนี้ยก็เตะตั้งชื่อให้เหมือนเพลย์สมาร์ทเพลย์เรียบเตะเพลย์กับเป็ดกับโป๊ะพุชรามแบบบับให้บาทคือนรกตามลุนตามกุมาใส่บาทคือบาทอัดเตะได้ยังอัดเมียนลอยกับระคาโยมาติงทนามสเกลหรือก็มโหบไอเตยังเมียนก็ให้แต่ยังเวลถ้าการแห่งก็เหมือนบานเราได้มาระยะเป็ดตัวหมกเตะคือก่อนอ๋อบาทให้ขอบานะจังไห้จำจังทาเคยปีตกลำบากไห้จังไอ้ลูกยายหรือก็ลูกตาเมียนชีสนมปอไอ้ตะการสับรอจนยมนังจุยสายจูนยมนังจุยสายจูนประสันบาลในสายบนบ่ลูกยายเมียนไห้ตกลำบากได้ลูกยายลูกตาใหญ่เจนจะไปจัดไปกาเปิดยังจ้าเจรีให้สักสายควักฮัดอมปูมีลูกยายลูกตาสับรอจนกอดเคยกอดอันนัดกอดจุยอุปถัมภ์เจ้านังสุขเสียปลอมนอมยมมาจูนเตียนนะบ้านจังเมียนแต่ปังเลยลูกยายลูกตาบ้านจังเอาสับรอจนสับรอจนนึงช่วยยมเราหนึ่งยมเบียเต
ធ្លាក់ដុនដាបមែនទែនហើយណាពីមុនបានចៅពឹងឥឡូវអត់បានចៅពឹងទេហើយខ្ញុំនឹងគោរពអីអត់បានឥឡូវខ្ញុំសុំសប្បុរសជននឹងសុំជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតទៅមុខទៀតផងព្រោះខ្ញុំអត់មានតរោអីបានទៀតទេព្រោះខ្ញុំឈឺជើងហើយតាខ្ញុំក៏គាត់ចាស់ពីមុនបានពឹងចៅឥឡូវចៅពីការភ្នែកហើយខ្ញុំនឹងពឹងអ្នកណាទៀតទេមានតែពឹងសប្បុរសជននឹងហើយដែលជួយខ្ញុំផងសូមឲ្យសប្បុរសជននឹងជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងមានអីហូបផងខ្ញុំអត់ណាឥឡូវនេះចាបាទចឹងខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏គោរពអំពាវនាវសាជាថ្មីទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមេងបងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយឬក៏ជាសាធុសប្បុរសជនដែលលោកមានចិត្តបនចិត្តសប្បុរសនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទសូមជួយលោកយាយលោកឈ្មោះលោកតាផលហើយនិងលោកយាយសុកលោកយាយសុកហើយនិងក្មួយសុកនីបាទដែលរស់នៅក្នុងទីដីវាលបាទកូនផ្ទះនៅក្រោមដើមអំពិលទឹកនិងក្រោមដើមត្នោតនៅក្នុងទីដីទួលវាលមួយកន្លែងបាទស្ថិតនៅភូមិ4មុខសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានជីវភាពលំបាកលោកតាក៏ចាស់ចរាវ័យ70ជាងលោកតាចិត្តប្រមាណ78លោកតាចិត្ត8តែគាត់បច្ចុប្បន្នអត់ទៅធ្វើអីកើតទេដោយសារវ័យគាត់ចរាហើយបាទតែលោកយាយចិត្ត73លោកយាយ73ប៉ុន្តែលោកយាយក៏ឈឺជើងប្របាក់ដើរលូនក្រាបទ្រាំដើររួចម្ដងម្ដងឈឺចុកចាប់ខ្លួនផ្សារហើយចៅប្រុសបាទឈ្មោះសុកនីបាទមករស់នៅជួយមើលថែលោកយាយឥឡូវនេះក៏ឈឺភ្នែកទៀតដូច្នេះហើយទុកលំបាកទាំងអស់នេះគឺមករយៈពេលទ្រាំតែចៅនេះជាភ្នែកឬក៏បើករណីថាល្អប្រសើរលទ្ធផលមកវិជ្ជមានអាចគាត់ជាភ្នែកវិញគឺដូចយើងមានក្តីសង្ឃឹមម្ដងទៀតចឹងបាទប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក៏អត់ទាន់ច្បាស់អត់ទាន់ដឹងទេបាទអត់ទាន់ដឹងទេប្រសិនបើលទ្ធផលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកគឺបែបលំបាកហើយបាទលំបាកហើយគាត់ទុកជន់លើទុកហើយអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យសប្បុរសជនគាត់អាចមានក្តីអាណិតមេត្តាជួយគាត់ជាស្បៀងអាហារថវិកាលុយកាក់ទុកគាត់លោកយាយលោកតាទិញបាយម្ហូបចាំចៅចាំខ្លួនឯផងបាទហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតខ្ញុំក៏គោរពអរគុណទៅដល់អ៊ំស្រីលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទក្រុមគ្រួសារទី1គឺក្រុមគ្រួសារចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌សប្បុរសជនដែលលោកមានចិត្តអាណិតមេត្តានិងក្រុមគ្រួសារលោកយាយតាន់សួរនិងក្រុមគ្រួសារអ៊ំស្រីសាលីសរនិងញាតិមិត្តកូនចៅគាត់ទាំងអស់គ្នាជាសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅរដ្ឋអូរីកិនសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជួនថវិកាបាទជួនចាស់តាមគ្រួសារនីមួយៗបាទគឺចំនួន10ដុល្លារបាទស្មើនឹង40,000រៀលហើយខ្ញុំក៏ដកថវិការបស់សប្បុរសជនបាទគឺបងប្រុសចាត់បនចាត់ធัวបងប្រុសភូមិបាទនៅខាងខេត្តសៀមរាបចំនួន20,000រៀលស្មើនឹង5ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទជូនដល់គាត់ទៅគាត់នឹងបានទុកដោះស្រាយពេលដោះជីវភាពបានមកគ្រាឬក៏មហូបបាយឆ្ងាញ់មកពេលជុំកូនជុំចៅហើយក្នុងនោះខ្ញុំបាទក៏គោរពអរគុណដល់លោកពូអឹមប៉ាវនិងអ្នកមីងស៊ីមឈឿនបាទដែលលើកមុនបានជូនប្រេងកាឡាទៅលោកយាយម្ដងលោកយាយលៀបរត់ទៅគឺកបបាទកបត្រូវជាល្អបានដល់ធូរអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញអញ្ចឹងទៅលោកពូអ្នកមីងក៏ជូនប្រេងកាឡានេះលៀបរត់មួយសាទៀតបាទប្រេងកាឡានេះគឺប្រេងកាឡារូបលោកបានខ្ញុំហៅទៅរូបលោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេដាក់ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែហៅទៅរូបលោកខ្ញុំធ្លាប់តែញមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេថារូបលោកអញ្ចឹងដែរបាទរូបលោកតាអញ្ចឹងទៅហើយចារូបលោកតាដឹងប្រេងកូឡានេះខ្ញុំតែញលោកតាឈ្មោះអីផងខ្ញុំតែញគេលក់ខ្ញុំតែញដុំខ្ញុំតែញជាយួរជាឡូជាឡូគេលក់ឲ្យ1ឡូហ្នឹង12ដបហ្នឹង39ដុល្លារបើយើងគិតពីតម្លៃរាយមួយតែ10,000ដូចជា13,000 14,000អីចឹងទេប៉ុន្តែបើយើងទៅទិញ1ដបហ្មងចាទៅទិញ1ដបហ្មងគឺគេលក់1ដបហ្នឹង18,000អាហ្នឹងនៅតាមសាខាទូទៅប៉ុន្តែអត់ងាយមានទេដូចជានៅនៅណាដូចជានៅណាទេនៅពោចន្ទងចោមចៅអីមានខ្ញុំធ្លាប់ទៅឃើញប៉ុន្តែទូទៅតម្លៃលើទីផ្សារគឺគេលក់18,000តែបើខ្ញុំទិញឡើងក្រុមហ៊ុនគេគឺគេលក់ឲ្យខ្ញុំ1ឡូតែ39ដុល្លារទេបូកសេវា
ដឹកអី2ដុល្លារអីទៀតចឹងទៅអាច40 41 41 41ដុល្លារទាំងគេដឹកបើយើងទិញច្រើនគេ free ដឹកឲ្យទៀតគេអត់គិតថ្លៃដឹកចឹងណាបាទចឹងដោយថាយាយតាអ៊ំពូមីងគាត់ចង់ជាវយកទៅជូនចាស់ចាស់អីធ្វើបន្តធ្វើទៀននេះអានេះមិនមែនខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលោកយាយលោកតាភិកច្រើនគាត់ដូចថាលៀបរត់ទៅក៏ឃើញថាគាត់ដូចថារឿងយាយយាយនេះចង់បានដែរណាបាទចឹងទៅក៏ឃើញថាបានសុខភាពអីរៀងល្អមាំទាំអញ្ចឹងដូចថាឃើញយាយតាខ្លះគាត់ឈឺស្លាក់ចឹងឯងឈឺចង្កេះចុករួយអីឥឡូវដូចថានេះលោកយាយគាត់ប្រើទៅគាត់ថាបានធូរធូរតែខ្ញុំអត់សូវប្រើទេដោយសារខ្ញុំអត់ចេះធំផេងកន្លះខ្ញុំឈឺខុសពីគេឈឺលាបប្រេងកន្លះជាបើខ្ញុំពងបើកឡានក៏ដោយតែគេលាបប្រេងកន្លះក្នុងឡានហ្នឹងខ្ញុំពុលបាត់ហើយបានវាទៅរោទៅពាំងទៀតតែប្រេងកន្លះរូបលោកនេះខ្ញុំធំហៀងក៏អូបាត់សើអីឯងបើប្រេងកន្លះផ្សេងហ្នឹងតែធំឈឺហើយបាទឈឺយប្រហែលបាទចឹងគោរពអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលោកយាយលោកតាមីងពូបងប្អូនក្នុងឱកាសខែបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌវេនបិណ្ឌបាទទាំងអស់នេះក៏សូមគោរពជូននូវកសលផលបុណ្យសេចក្តីល្អអំពើល្អទាំងអស់ដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចិត្តសប្បុរសអាណិតមេត្តារបស់សប្បុរសជនបាទជាពិសេសក្រុមគ្រួសារសប្បុរសជននៅខាងរដ្ឋអូរីកិនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួនថាវិការចាស់ចាស់ខែភ្ជុំបិណ្ឌនេះហើយនឹងលោកពូអឹមប៉ានិងមីងសៀមឈឿននៅខាងម៉ុនត្រីអាលជួនប្រេងកាឡាក៏ដូចជាសប្បុរសជនបងប្រុសភូមិជាដើមនេះសូមក្រុមគ្រួសាររបស់សប្បុរសជនអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរពូនយុវណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមមតិផលបននេះដល់ពុបការីជនរបស់សប្បុរសជនផងបាទបានរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយប្រសិនបើសប្បុរសជននិយាយតាអង្គពូមេងទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបាទរួចហើយក៏អាណិតទៅដល់លោកយាយលោកតាបាទឬក៏ក្មួយប្រុសដែលមានជីវភាពលំបាកហើយចង់ជួយបរិច្ចាគជាធនធានថវិកាផ្នែកណាមួយក៏ដោយបានអាចតកតងតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនលេខទូរស័ព្ទ0964242222បាទលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមាន Telegram អាច add Telegram មកខ្ញុំនឹងចង់សួរព័ត៌មានអីបន្ថែមគឺអាចសាកសួរបានបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះ Facebook បាទនៅលើវីដេអូនេះបាទ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះឈុំឈួនបាទខ្ញុំនឹងដាក់តាំងជា profile Facebook នៅខាងចុងវីដេអូដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាចង់ call ទំនាក់ទំនងបាទផ្សេងផ្សេងក្នុងការផ្តល់ជំនួយជួយដល់គ្រួសារលោកយាយនិងលោកតាបាទករណីថាចង់ជួយមកហើយតកតងវេជ្ជថវិកាទៅខ្ញុំទទួលបានហើយប្រាប់ខ្ញុំមកថាចង់ឲ្យទិញអីធ្វើអីធ្វើអីគឺខ្ញុំនឹងពំនាំយកមកជូនដល់គាត់បាទមិនឲ្យមានការបាត់បង់អីទេឬក៏ជួយទៅគ្រួសារណាមួយក៏ដោយបាទអាចតកតងតាមនឹងតិចក៏ដោយច្រើនដោយទៅតាមលទ្ធភាពតាមធនធានពេលខ្លះយើងចង់ជួយគាត់ច្រើនក៏តាមលទ្ធភាពបើមានលទ្ធភាពតិចយើងអាចផ្ដោះផ្ដោះដូចថាខែហ្នឹង10 20ដុល្លារខែក្រោយជួយថែមប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមិនមែនប្រកាសថាជួយតិចពេកខ្លាចតិចខ្លាចច្រើនអត់ទេប្រហែលក៏បានដែរជាទឹកចិត្តដូចឥឡូវលោកយាយយកក៏តស៊ូទៅជីកត្ពាំងអង្គពូមីងមើលបើយកទៅលក់បានប៉ុន្មានបាទទិញទូចហ្នឹងវាតិចណាស់ប៉ុន្តែសប្បុរសជនបានជួយមកក៏រួមចំណែកក្នុងការសម្រាលបាទសម្រាលបានតែ 10,000 20,000 មកក៏ទិញថ្នាំទិញម្ហូបបាយបានខ្លះណាលោកយាយណាបាទចឹងហើយមានតែគោរពពីវនាវទៅដល់សប្បុរសជនបាទជួយដល់គាត់ផងបានហើយបើសប្បុរសជននៅក្នុងស្រុកអីអាណិតលោកយាយលោកតាចង់មកជួយដល់គាត់ក៏បានដែរបាទនៅភូមិ4មុខសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទតកតមកខ្ញុំដាក់ទីតាំង location លោកយាយជូនឲ្យជិះមករកលោកយាយដល់ផ្ទះវិឡាគាត់នេះបាទក្រុមដើមអំពិលទឹកនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគោរពអរគុណហើយជូនពរសុខសប្បាយដល់អ្នកគ្នាបាទពីខ្ញុំបាទសម្បត្តិជូនហើយនឹងបងអូនអាឡិចបាទសូមអរគុណគោរពជំរាបលាបាទចាលាទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យខ្ញុំសុខសប្បាយផងជួយខ្ញុំផង